Hôm nay đón tiếp một chú khách hàng ở Trà Vinh anh chị. Lên bán cái chiếc Avanza nha, số tự động. Xe biển phố nhưng mà chú sống ở Trà Vinh. Xe của chú thì bị quẹt đây một xíu nè anh chị. Quẹt đây một xíu nè. Nó chỉ bị chạm nhẹ thôi. Chạy được có hai mấy ngàn cây à. 2022. Lớp theo xe hết luôn. Đó thì qua điện thoại á, chú cam kết là xe không có bị đâm đụng tai nạn và tôi đồng hồ. Cho nên là Thắng nói nếu mà được thì chú sẵn tiện kết hợp lên thành phố có việc á thì chạy xe lên luôn, Thắng coi luôn. Rồi kiểm tra sơ bộ đây, không có bị lỗi gì hết anh chị. Ok hết thì chút xíu nữa là bên Thắng sẽ soạn hợp đồng xong rồi ký công chứng rồi trao tiền cho chú luôn. Xe này hồi xưa là chú mua mới bên Thắng anh chị, mua mới tại hãng. Có một số chi phí phát sinh như là cái đường bộ này, đăng kiểm thì còn nhưng mà đường bộ hết rồi. Để chắc cái này phải xin lọc lại chú xíu, tại vì những cái nào mà thuộc về chủ xe thì phải trừ ra. Km anh chị, hai mấy ngàn cây. Xe này là còn bảo hành toàn quốc luôn á. Chiếc này xe nhập. Kêu chỉ đồ phụ nguyên hết. Rồi ok. Ok hết đúng không? Rồi bây giờ vô kiểm tra giấy tờ xong rồi soạn hợp đồng và giao dịch thôi. Anh chị có xe cần bán thì không có lên trên Thắng được anh chị thì cứ gửi cho Thắng vị trí nha, gửi cho Thắng thông tin xe nè, rồi vị trí thì Thắng tới Thắng coi, được thì làm việc tại nhà anh chị. Còn nếu mà lên trên Thắng được thì tốt. Xin chào anh chị nha.